Trường này ngừng lại nha, trường ngừng lại. Có mình lên trường không? Trường ngừng lại. Trường 2 năm trước tụi nhau xuống. Tiếp tục với trận đấu niệm bán kết không ta? Dạ. À, vòng như cái trận gần cuối không bạn phải không? Của team bên kia là Thạch Đen. Đăng Mốn. Quý MC. Đối đầu bên này là team trẻ bãi biển nha các bạn. Thanh Thanh trẻ bãi biển 2K. Dương Thanh 2K3. Trọng tài Thuận đến từ Long Khánh Đồng Nai. MC Ngô Khoa kính cận. Tiếp tục. Phạm Thanh. Còn cái lại lên. Tiếp tục. Và là bóng chạm tới trắng ra ngoài của Thanh trẻ nha các bạn. Điểm 1 đều. Đang anh trong vô đen trường cho bơm coi chừng lật xe. Đập bóng tốt của trường Trang Bôn. Điểm 2-1. 2-1 nghiêng về cho tem. Đỉnh cầm được. Nó uống cái cà phê nó gì chứ. Hôm qua ơi, tính đoàn uống cà phê nó nói anh ơi. Trời ơi. Một pha dội bom quá gắt của phần của Thanh Trại Bãi Biển các bạn ơi. Điểm 2 đều. Nó chơi, anh sợ Covid không? Anh nói giờ Covid gì nữa mà sợ, nó nhà em bị có 3 người hết rồi. Thôi tao anh đi qua thằng Hải luôn đi. Điểm 3-2. Cần bóng phát bóng. Cái tem bên kia là từng vô địch nhiều giải 4-4 rồi nha các bạn. Mấy kìa. Không có khó chịu. Thanh. Quá thông minh cho Phạm. Dương Thanh trong chân bên kia cũng lèo. Điểm 3 đều. Hai đội đang có những sự điểm rất là cân bằng với nhau. Ba đều. Pha xử lý bóng khéo léo của Thạch Đen. Điểm 4-3. Đúng là sân Hải Đăng. Nếu tem Thanh trẻ thắng có 1 triệu. Tiếp quá hay. Cho Tấn Lộc. Điểm 4 đều. Quả bóng tốt. Điểm 5-4. Trường Trắng Bôn. Chẳng bóng tốt của Phạm Thanh. Đây là lớp trẻ bãi biển sau này. Đàn anh sang thứ bình minh. Quy nhóc đằng méo. Gần hết sức quách hết rồi. Thạch Đen. Và là bóng lòn tay trắng của Thạch Đen. Điểm 5-6. Thủ bóng rất hay của Quý MC. Sáu đều. Đập bóng tầm rất cao của Phần Thanh. Điểm 7-6.
80 sinh năm 2000. Thật sự Phật rất tuyệt vời, rất cao. Bỏ bóng quá khéo léo của Trần Trọng Môn, điểm 7 đều. Hai đội đang sau kè ngang từng điểm một. 7 đều. Rambi. Gặp bóng tốt của Dương Thanh, điểm 8-7. Cắt bóng tốt của Thạch Đen, điểm 8 đều. Lấy lại điểm đồng cho đội tuyển của mình, 8 đều. Văng bóng không xa lưới của Đăng Mốn, điểm 9-8. Thủ bóng quá tốt của Đăng Mốn. Vẫn còn không hiểu ý được các bạn ơi, điểm 9 đều. Cắt bóng tốt của Thanh Trại Bãi Biển của anh, điểm 19. Xử lý bóng tốt của Thành Đen, điểm 10 đều. Quả bóng liền tay trắng đen 10 đều. Quả bóng đó chìm bắt ba còn cho Thành Đen. Mười đều. Quá lực cho Dương Thanh, 11-10. Và đẩy quy lực của Thanh trong chân. 11-10. Gặp vui. 11-10. Phát bóng ra ngoài, 11 đều. 11 đều. Đợt trận đấu mà nãy giờ là chỉ có dứt lên một điểm và đồng điểm. Quá hấp dẫn, quá hấp dẫn. Bật quá cao các bạn, thủ bóng cực kỳ tốt của Đăng Mốn. Vẫn còn. Trời ơi, tiền trẻ đánh quá ghê các bạn ơi, quá sung các bạn. 12-11. Cố gắng đưa anh em về càng đảo xa càng tốt các em trẻ ơi. Thạch Đen vẫn còn. Dương Thanh, Thạch Đen quá hay rồi các bạn ơi, vẫn còn. Và các bóng tốt của Trần Trọng Môn, 12 đều. Chậm thôi con, 12 đều. Chậm thôi, mày bị hút ta điểm rồi, hút bóng rồi, cứ đánh từ từ thôi. Co bắt vô đây em ra đây. Đấy, xuống đây, xuống đây. Tiếp tục với trận đấu quá căng thẳng các bạn ơi. 12 đều. Team trẻ Bãi Biển dạo này đánh quá lên tay quá.
Dương Thanh. Rồi pha chắn bóng rụng tại chỗ của Trương Chắn Bôm. 13-12. Đánh biên nhiều đây thôi. Quá hay cho Thanh trẻ các bạn ơi. Vẫn còn cụ bóng hay. Bỏ bóng trong sân luôn các bạn ơi. 13 điều. Quá hấp dẫn rồi các bạn ơi. Rồi một pha đập bóng lọt tay trắng. Quá khó chịu của Trần Văn Bôm. 14-13. Lỗi xử lý bóng dính tay nha các bạn. Lỗi kỹ thuật của bạn ơi. Kết thúc set đấu 15-13. Nhìn vào tim của Thanh Đen. Cây rồi. Xả lắm thiệt á. Anh làm cho đội hình